Nói với các em là chương trình du học nghề tại Cộng hòa Liên bang Đức thì hiện nay đang rất là hot, và điều đặc biệt hơn là các con đi ở đây là được miễn 100% học phí, quá là tuyệt vời đúng không? Trong lúc học là sẽ có trợ cấp, nó được thể hiện ở trong cái tờ giấy A4 này này các con này, trong cái tờ giấy A4 này là cái thông báo tuyển sinh đấy, cái thông báo tuyển sinh của công ty đã được ban hành, và tất cả các cái số liệu ở trong này thì là đối tác Đức người ta cung cấp, đấy, cung cấp cho công ty và cho thầy để thầy đi thông báo tuyển sinh. Và cái đặc biệt thứ hai nữa là ngoài cái việc miễn phí trong suốt cái thời gian các con học từ 1 năm đến 3 năm ra, và mỗi tháng lại còn được chính phủ Đức hỗ trợ cái tiền, ví dụ như là ngành nghề điều dưỡng là trong 1 tháng trong suốt 3 năm nhé, trong 1 tháng là các con đã được hỗ trợ là 1.140 ơ, và con nhân với lại cái ơ mà đúng rồi cái tiền Việt bây giờ là có khoảng gần 28 triệu 1.000 euro, đấy gần 28 triệu 1.000 euro. Và năm thứ hai con học thì nó sẽ tăng lên, và năm thứ ba là 1.300 ơ, và sau khi tốt nghiệp ra trường thì các con sẽ được 2.300 ơ đến 3.000 ơ. Đấy là ngành điều dưỡng, thì có ngành xây dựng là cao nhất là 4.400 ơ, thì người dân nhân ra khoảng là gần 120 triệu tiền Việt. Đấy, và cái con số này là rất là chính xác, là các trường người ta cung cấp cho thầy. Đấy, ngoài ra thì các con được đi làm thêm, làm thêm 10 công cái hàng này, các con thấy là đi làm thêm là 10 giờ một tuần, thì mỗi một giờ là từ 10 đến 18 euro một giờ. Đấy, các con ngoài cái tiền này, thế thì ngoài việc miễn phí học ra, các con học ở đó thì hàng tháng các con phải được tiết kiệm, tức là tiết kiệm được khoảng 10 triệu một ngày trong tiền nữa. Đấy, nó rất là tuyệt vời như vậy. Và cái nữa ấy, là khi có visa ở bên Đức, con biết là cái visa bên Đức có giá trị như nào? Đúng rồi, cái visa, khi có visa bên Đức thì các con sẽ được visa đi lại tự do ở 26 nước châu Âu. Con có thể là thành rỗi thứ 7 chủ nhật, có điều kiện con có thể sang Áo, sang Ý, rồi sang Pháp một chiều này về Đức, tức là đi 26 nước châu. Và cái bằng của các con ra trường là cái bằng cao đẳng quốc tế. Đấy, bằng cao đẳng quốc tế này khi mà con làm việc 5 năm ở nước xong thì có cái bằng thẻ cư trú dài hạn, nó giống như thẻ xanh của Mỹ ấy. Thì con có thẻ cư trú dài hạn đấy, thì con không thích làm ở Đức thì con sang Pháp con làm, đấy sang Áo sang Ý con làm, còn nếu như mà muốn về Việt Nam thì cái bằng đó cực kỳ giá trị. Nhưng mà tuy nhiên là không ai muốn về Việt Nam, bởi vì là vì sao? Đúng rồi, thầy nói cái này, thì thu nhập bình quân của người Việt Nam năm vừa rồi mới chỉ đạt được 3.000 euro, tức là đô la, tức là tiền Việt Nam bình quân đầu người trên một năm. Nhưng mà ở bên Đức thì thu nhập bình quân đầu người là gần 50.000 đô một năm một người. Đấy là cái bình quân. Thế thì còn cái lợi nữa mà đi du học ở bên Cộng hòa Liên bang Đức mà con có thể cư trú dài hạn là khi có gia đình, tức là có con cái, tức là cái đời mình thì mình cứ nói rồi, khi có con cái thì chính phủ Đức sẽ nuôi từ lúc đỏ lòng đến năm 18 tuổi, mà kể cả là học từ bé đến năm 18 học cũng phải mất tiền, và trong góc y tế 40% cũng không phải mất tiền. Đấy, các con thấy có tuyệt vời không? Và một cái điều nữa là các con có thể bảo lãnh được bố mẹ sang cuối cùng là bố mẹ bên đội bên ngoài sang du lịch là bình thường. Bây giờ nếu như mà có được visa ở bên Đức mà lâu dài ấy, thì các nhà đầu tư, các doanh nhân là phải bỏ ra tầm 7 tỷ đến hơn 10 tỷ để mua một cái mảnh đất ở bên Đức, thì mới có cái thẻ cư trú dài hạn ở bên đấy. Đấy, một cái visa và một cái thẻ cư trú dài hạn bên Đức là rất là tốn tiền nếu không đi theo cái đường chính thống này của chúng ta. Và đặc biệt các con biết là sang châu Âu nó quấn hút như thế nào. Đến năm 2019 là miền Trung người ta khổ quá rồi, Việt Nam anh chung vào cung đeo đơn mà mất gần 1 tỷ bạc hàng 39 người. Đó, tức là cái sức hút của cái châu Âu nó kinh khủng như vậy. Đấy, bằng mọi cách để làm châu Âu mà sang đấy thì không ai muốn về cả, bởi vì cuộc sống nó khác. Chúng ta cứ cảm nhận như này, chúng ta cái nền văn minh của châu Âu thì và Đức thì nó hơn Việt Nam khoảng 100 năm đó. Như vậy mà đương nhiên thì chúng ta đang ở bên này và chúng ta sang bên Đức và chúng ta được tiếp xúc với nền văn minh này, được giao lưu với thế giới, chúng ta được đi lại tự do, các nước châu Âu thì lương cao quá là tuyệt vời, không còn cái gì để mà nói nữa.
Thế như vậy thì là thầy khuyên là các con là có một cái sự lựa chọn đúng đắn. Cứ đi Hàn, đi Nhật, đi Đài Loan hay đi Hàn Quốc, thầy không tư vấn, công ty thầy cũng đang có chương trình đó. Nhưng mà nếu như các con cũng thích đi Đức, đi Hàn, đi Nhật, đi Canada, đi Úc được, thế nhưng mà chi phí nó rất là tốn. Đi Úc mất 700, đi Nhật 600, đi Hàn 400. Và đi nước đó thì con chỉ học xong là con về luôn và không được đi lại các nước châu Âu và cũng không được đi nước nào, con đến Hàn, con chỉ đến Hàn, đến Nhật, chỉ đến Nhật thôi. Học xong thì định cư thì rất là khó khăn. Và duy nhất là châu Âu là một môi trường rất là tuyệt vời. Còn nếu mà để so sánh nha, với môi trường châu Âu thì Nhật Bản cũng có thể so sánh được với châu Âu. Đấy, Hàn Quốc cũng không thể so sánh được với châu Âu. Thế nên là, và một điều nữa là tối ngày 12 tháng 5, các bạn chú ý, đặc biệt tối ngày 12 tháng 5 nhá, là tổng công ty có tổ chức giao lưu trực tuyến qua phần mềm Zoom với các thị trường ở bên Đức là thuộc về đối tác công ty. Đến hiện nay tổng công ty đã được chính phủ hỗ trợ thì công ty ký với 10 trường là thuộc về đối tác của Đức. Các cái ngành nghề ở trong này thì tối ngày 12 thì các con điện theo cái số của Bít Hoàng Yên ở đây, bảo cô ấy cũng đăng ký cho con vào giao lưu với trong cái buổi hôm đó, thì các con sẽ được giao lưu trực tuyến với lại các thị trường ở bên Đức. Thế thì các con hỏi cái gì đó thì sẽ có người chương trình cho các con đấy. Hoặc là nữa này, trong cái tờ thông báo tuyển sinh này nó có cái từ Equaja này đấy, đây là tên của công ty đúng không, Equaja này này, đây cái từ đen đen ở góc cùng bên trái này, các con vào YouTube các con đánh từ Equaja như này nó sẽ hiện lên cái trang của tổng công ty, thì trong đó có rất nhiều các cái video của các cái mùa mà tuyển sinh và đối thoại với các cái công tác của có xây dựng điều như nhà hàng, khách sạn, lái tàu vân vân, các thứ với tất cả học sinh của công ty đang học với Đức, thì các em có thể vào đấy các em tham khảo xem là cái ngành nghề đấy là ngành điều dưỡng, là cái trường bên đấy nó nói như thế nào, lương như thế nào, về chế độ như thế nào đấy, các con vào đấy tham khảo. Và đặc biệt tối 12 nhá, các con dành ra chỉ một buổi tối thôi, tối 12 tháng 5 mà các con gọi điện cho Bích Hoàng Yên và cô đăng ký cho con để mời các con vào đấy giao lưu và hỏi trực tiếp về đối tác ở bên Đức, xem đi lại tự do như nào, xem thầy nói là có đúng không, và các cái mức lương lời trợ cấp rồi làm thêm người mất mất ABC này, xem thầy nói có đúng không nhá, các con được quyền hỏi cái đó và các con sẽ quyết định chính theo cái nghề nghiệp của mình. Và thực tế ở Việt Nam như vậy, và cái bằng cấp là ra ở bên đó là các con sẽ được cấp bằng cao đẳng quốc tế. Con làm ở bên Đức xong là chuyên tâm có cái thẻ xanh ở bên Đức rồi, là cư trú tại Hà Nội, không thích, không thích cả hai nữa sang Pháp, không thích Đức nữa sang Ý, Áo, được hết, Ba Lan, Đức, các nước, thì một chỗ nào lương cao, thì dân chỗ nào lương cao mình nào. Thế còn vé máy bay ở Đức về Việt Nam hiện nay chỉ dưới 15 triệu, mà từ 10 đến 15 triệu có bay mỗi về Nam, về Việt Nam. Cơ bản là chúng ta lo cho cuộc sống, chúng ta học hành, chúng ta phấn đấu để mục đích là chúng ta có một cái cuộc sống tốt đẹp, chúng ta lo cho gia đình để báo hiếu bố mẹ rồi vân 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 vân. Nếu chúng ta muốn bố mẹ sang du lịch châu Âu thì chúng ta đi nước thì Pháp thì Ý, rồi chúng ta có một cái trẻ con đấy thì chúng ta sẽ mời được bố mẹ trong đó đấy, và lo cho con cái và tương lai, thì điều đó rất là tuyệt vời. Và thực tế cái học ở trong nước mà như vậy thì đó không có sai nhá, kể cả là có con nào là sau này mà công ty trong thành phố Hà Nội có con chạy Grab ở Việt Nam, Sài Gòn, Hà Nội, có con book Grab, có con đi xe ôm này, có con sẽ biết là gặp rất nhiều các anh chị học cao đẳng đại học, thậm chí là thạc sĩ. Tiến sĩ thì nó hơi quá, bởi vì là tôi nó cũng to quá, đi Grab rất là nhiều. Đấy, giờ đã đi rất nhiều và đặc biệt là cử nhân không có công an mình làm công việc đi vào các khu công nghiệp và đấu với bạn bè đi về khi bạn bè học và con nó phải lao động phổ thông đúng không, lao động phổ thông thì được có 8 trên 2 tuổi đến nay thì đó rồi đúng không. Thế thì một lần nữa là sau đây các con có hỏi về vấn đề gì nữa không, thì có thể phải đáp cho con rồi. Đúng rồi.
Anh ơi, anh hướng dẫn cái phần phần test tính cách luôn đi ạ. Bây giờ phần zone luôn đi. Phát huy được cái sở trường của mình thì sau này mình mới bỏ được. Nếu mà